Xin chào các em. Bây giờ chúng mình cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con gấu. Con gấu. Con gấu kêu thế nào? Đây là hai mẹ con nhà gấu. Gấu mẹ. Gấu mẹ. Gấu con. Gấu con. Chúng đang làm gì? Chúng đang làm gì? Chúng đang kiếm ăn. Chúng đang kiếm ăn. Lúc này trời đang mưa. Lúc này trời đang mưa. Trời mưa. Trời mưa. Thời lượng video đến đây là hết rồi. Xin mời các bé nhấn subscribe để đăng ký kênh và xem nhiều video hơn nhé.